sẽ cuốc cần dài nữa các bạn. Gầu mỏ vịt này các bạn ơi, múc đất lẻ trên sông trời rồi các bạn coi, nó nhấn cái phà, nghiêng cái phà vô nước lấy sao luôn các bạn thấy. Bởi vì đất này nó cứng các bạn, nhấn nó hơi mà nặng lấy đất chút, nhấn xuống là cái phà nó sẽ nghiêng cái phà nè. Nó bạn thấy nghiêng cái phà kinh điển luôn. Đó, đầy gạo luôn, cái gạo này khá đầy luôn các bạn. À, cục đất này là cục đất sét màu đỏ luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy đất màu đỏ luôn. Nhấn thêm nữa các bạn ơi. Vô nước nghe, vô nước lái luôn á các bạn. Dính này dính gạo nữa gì các bạn ơi. Dính gạo. Cái cục đất đó nó dính với cái gạo đó các bạn. Thôi rồi, cục đất bự chảng luôn. Còn cái lái ăn sao nó lém lém nước luôn à. Các bạn hãy xem xe cuốc múc có hay thì hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha các bạn, để mình có cái động lực làm quay những cái chiếc xe cuốc to và bự múc đất cho các bạn cùng xem nha. Ồ, cái gạo nó khá là đầy đất luôn nha. À, cái gạo này chắc không có dính đất, nó không có dính gạo đâu các bạn, có thể là bỏ nó trơn luôn à. Mình thấy cục đất này nó nhúc nhích rồi. Ê. Đó, còn gần nó nghiêng cũng thấy cái lường kìa, phà luôn rồi các bạn. Ghê. Yeah. Các bạn coi cái lái kìa, đó cái lái ơi sao nó liếm nước luôn kìa. Nó các bạn thấy cái lái kìa, đó cái lái ơi sao kìa. Thôi ơi, thôi ơi, thôi ơi.
gào nó khá là đầy nước luôn, đầy đất luôn nha các bạn. Ở trên cái gào nó có mấy cái lỗ để xả nước này. Nó đưa gào là cái gào này chắc dính dính đất rồi, dính này dính dính này. Ra luôn. Ghê. Thả cái gào ra quá khủng luôn các bạn. Thôi rồi cho nó nghiêng phà kìa. Cái đó không đầy gạo là bắt đầu anh ta nhấn thêm nha các bạn, nhấn cho nó đầy gạo luôn nha. Cái gạo đã khá là đầy đất luôn các bạn ơi. Ê gì? Ghê à? Rồi dính này các bạn ơi, dính đất rồi. Dính này. Dính này. Gì đó mà không chịu xuất ra nữa. Thôi rồi. Không chịu xuất ra, xuất ra. Ôi ôi. Còn nó vô nước rồi các bạn. Vô nước rồi. Đó. Nước tràn ra luôn rồi. Thôi rồi. Thôi rồi, dính cái gì vậy? Dính cái cây gì vậy? Dính cái miếng dán gì đó. Miếng dán gì? Sao nãy không kêu không đắp lên luôn trời. Rồi con nghiêng nè. Mấy cái gào mà rồi rồi ui 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 đất cứng nhấn nhấn gào để lấy đất rồi nó nghiêng cái phà quá trời luôn nha các bạn. Quá gì đó mà chưa chịu sức ra nữa. Mạnh anh, anh trời ơi, ôi gạo đó không đầy rồi các bạn ơi. Khá luôn, đầy gạo nó khá là đầy đất luôn nha các bạn. À nó dính nữa các bạn, nó dính gạo nữa. Gạo nó nhả ra mà nó không sức nữa kìa. Ui, ê. Trời ơi. Dân đất ơi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Các bạn xem video có hay thì hãy cho mình xin một like và lượt đăng ký nha các bạn.
để mình có cái động lực làm những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Trời ơi, văng hư ướt cái điện thoại luôn rồi.